Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Sau khi tiến vào, chỉ thấy bọn họ ở trong một đại sảnh, hai bên có cầu thang dẫn tới lầu 2, từ độ cao lầu 1 đến xem, khí các này hẳn có 5 tầng. Người dùng binh khí gì một thanh âm vang lên ở bên tai Lăng Hàn. Ồ, Lăng Hàn ngẩn ra, nhìn mọi người nói các ngươi cũng nghe được thanh âm kia sao? Nghe được hỏi ta dùng binh khí gì? Tất cả mọi người nói. Lăng Hàn gật đầu kiếm. Vèo, vừa nói xong, thân hình của hắn liền biến mất khỏi đại sảnh, xuất hiện ở trong một gian phòng kín mít, cửa lớn đóng chặt chẽ. Hiển nhiên hắn là bị truyền tống vào. Đối với cổ vương triều kia mà nói thủ đoạn như vậy cũng không ngạc nhiên. Lăng Hàn không có kinh hoàng bây giờ nhìn lại mỗi người đều bởi vì sử dụng vũ khí không giống nên bị truyền tống đến gian phòng không giống có điều tại sao đồng dạng sử dụng kiếm nhưng không xuất hiện cùng nhau khả năng có quan hệ tới thành tích trước đó của bọn họ thành tích càng tốt khả năng tiến vào gian phòng càng cao hơn hắn đưa mắt quét qua chỉ thấy đây là một thạch thất trống rỗng trung gian là một cái bàn đá trên bàn đặt một thanh kiếm liền với vỏ kiếm dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng Lăng Hàn đã cảm ứng được khí tức hung lệ phả vào mặt tràn ngập sát cơ. Hung khí, Lăng Hàn khiếp sợ, không phải hắn chưa gặp qua bảo kiếm, thậm chí trong tay hắn có một linh khí cấp 10, nhưng chỉ từ hung sát khí mà nói mà sinh kiếm còn kém rất xa. Thật giống như thanh kiếm này vì giết chóc mà sinh. Lăng Hàn đi tới, nhưng cách một trượng thì thanh kiếm kia tự động bắn ra khỏi vỏ, dài chừng một thước vù, bảy đạo kiếm mang đan dệt giết tới hắn uy lực của kiếm mang chỉ ở linh anh cảnh. Tương đồng cảnh giới với hắn, lăng hàn tự nhiên không sợ. Hai tay đan ở trước người, ngạnh kháng đòn đánh này. Phốc, thân thể của hắn bị chém lùi bảy bước trên cánh tay thình lình xuất hiện bảy vết thương, có máu tươi tuôn ra. Lăng hàn không khỏi kinh hãi, thể phách của hắn là gì có thể so với chân kim cấp 8, trên lý thuyết ngay cả hóa thần cảnh công kích cũng rất khó tạo thành thương tồn nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bảy đạo kiếm mang cấp bậc linh anh cảnh, nhưng lại để hắn chảy máu, chẳng phải rất kinh người sao? Sức mạnh cũng không có nghĩa là sức chiến đấu, càng không có nghĩa là lực phá hoại. Điểm ấy Lăng Hàn rất rõ ràng. Tỷ như sử dụng sức mạnh tương tự, dùng thiết côn gõ lên gỗ cùng dùng đao chém, tạo thành phá hoại sẽ tương đương sao? Sức mạnh chỉ đưa đến một bộ phận tác dụng. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, hắn muốn chiếm được thanh kiếm này, trước tiên cần phải chinh phục nó sao? thú vị hắn là linh anh cảnh vì lẽ đó thanh kiếm này chỉ đánh ra sức mạnh của linh anh cảnh cùng cảnh giới chiến với hắn một trận nhưng sức chiến đấu thì không nhất định kiếm mang này tràn ngập lực phá hoại nếu như thể phách của hắn còn ở thiết bị cảnh vừa nãy đối cứng một đòn tuyệt đối sẽ chém gãy cánh tay của hắn thậm chí cả người cũng bị cắt ra giống như hắn linh anh cảnh nhưng có thể chém hóa thần cảnh ha ha cùng cảnh giới chiến một trận vậy thì đến a Lăng Hàn vọt tới, hắn rất có hứng thú với thanh kiếm này, lẽ nào cũng là một linh khí cấp 10 sao, lại có thể chém ra kiếm mang ác liệt như thế. Xèo 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 xèo, từng đường kiếm mang đánh ra, chém tới hắn. Lăng Hàn vung quyền chặn ánh kiếm này thật rất ác liệt, sức mạnh đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao, lực sát thương thì vượt xa. Ngay cả thể phách của hắn cũng bị thương tồn, nhưng cũng chỉ như vậy, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, thể phách như kim cương bất hoại hắn ngừng mắt nhìn thanh kiếm kia. Trên thần kiếm có rất nhiều hoa văn sống lại, nhưng không phải ý chí võ đạo mà là trận văn. Tuy trình độ trận đạo của hắn không tăng bao nhiêu, nhưng muốn làm ra phán đoán như vậy lại không khó. Đây không phải linh khí, mà là mắt trận. Lúc này Lăng Hàn thật chấn kinh rồi, lẽ nào thanh kiếm này chính là một trận pháp hiện tại đang chủ động sát phạt hắn sao? phốc 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 trên người lăng hàn không ngừng bắn ra huyết hoa kiếm trận kia thực rất đáng sợ chém đến hắn không thể gần người máu tươi chảy liên tục không tới gần được thì làm sao thu lấy hắn vận chuyển lôi động cửu thiên lại triển khai quỷ tiên bộ không liều mạng với ánh kiếm nữa về mặt sức mạnh thanh kiếm kia chiếm ưu thế hắn chỉ có bị đẩy lui mà thôi xèo 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 ánh kiếm bắn ra bốn phía có điều lăng hàn đi lại như thường qua lại ở trong khe hở ánh kiếm không ngừng áp sát ngay khi Lăng Hàn cách thanh kiếm kia một bước, chỉ thấy thân kiếm nhảy một cái, vỏ kiếm bắn lên, nhất thời, hào quang trùng thiên. Sát khí như rực cháy. 7749 ánh kiếm bắn một lượt, đan dệt thành một tấm lưới, lần thứ hai bức Lăng Hàn lui trở lại. Hiển nhiên, ở dưới áp lực của Lăng Hàn, thanh kiếm này cũng phóng ra uy năng càng mạnh hơn. Sức mạnh vẫn là linh anh cảnh, nhưng lực phá hoại tăng lên rất nhiều. Trên tay của Lăng Hàn bị chém một kiếm, lần này sâu hơn rất nhiều. Sắp chạm tới xương rồi. Thành kiếm này hư nổi giữa không trung, thật giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Tỏa ra hàn ý bức người. Đây rốt cuộc là trận văn cấp bậc gì a? À? Lăng Hàn nhìn chằm chằm trận văn trên thân kiếm, hắn hoàn toàn không nhận ra đây là trận pháp gì, chỉ có thể xác định hai điểm, một uy lực lớn đáng sợ, nếu toàn lực bạo phát, phòng chừng có thể chém phá hư cảnh. Hai, trận pháp này còn thiếu hụt, không phải nguyên vẹn quá kinh người trận pháp không trọn vẹn cũng có oai như thế nếu nguyên vẹn sẽ kinh khủng đến mức nào còn thu không phục ngươi sao lang hàn sinh ngạo khí lấy ma sinh kiếm ra cũng không thức tỉnh ý chí võ đạo trong đó mà triển khai huyền diệu tam thiên phản kích về phía thanh kiếm kia thức tỉnh ý chí võ đạo của ma sinh kiếm lang hàn sợ chúng tự chủ kích hoạt vậy hắn liền thành trang trí hơn nữa ma sinh kiếm không nhất định có thể áp chế kiếm trận này vạn nhất bị áp chế liền thảm Quả nhiên, Ma Sinh Kiếm Không Phát Uy Kiếm trận vẫn duy trì sức mạnh của linh anh cảnh, chỉ là lực phá hoại của ánh kiếm quá khủng bố. Lăng Hàn phòng trừng toàn bộ học sinh của Bổ Thiên học viện tiến lên, cũng bị thanh kiếm này chém chết. Lăng Hàn mở hết sức chiến đấu, phát động chân thị chi nhãn, lôi động cửu thiên. Thể lực cũng phát uy đến cực hạn, sức chiến đấu nổ tung cái này đã sớm vượt qua linh anh cảnh ngay cả hóa thần cảnh đỉnh cao cũng có thể chém nhưng đối phó thanh kiếm kia vẫn như cũ là kẻ tám lạng người nửa cân không đúng chính xác mà nói hẳn là lang hàn còn hơi ở thế yếu dù sao thanh kiếm này là áp chế cảnh giới đánh với hắn trên tiên thiên liền chiếm ưu thế lang hàn không tin tặc hơn nữa thanh kiếm này càng mạnh hắn càng muốn có được tay phải hắn vận chuyển ma sinh kiếm chém ánh kiếm đồng thời dùng tới tá tự quyết lấy trái phải đong đưa đến đánh tan sức mạnh trong ánh kiếm thân hình tiếp tục giết ra liều mạng bị vài ánh kiếm oanh kích cũng muốn tóm thanh kiếm này vào tay chỉ cần không có khí linh hắn liền có thể thu kiếm vào trong hắc tháp muốn chấn áp liền đơn giản nói đơn giản nhưng muốn làm quá khó khăn làm lang hàn vừa tới gần thanh kiếm kia sẽ bùng nổ ra uy năng càng mạnh hơn ánh kiếm cuồng quét đầy trời có thể thấy rõ ánh kiếm tạo thành một trận pháp từ đó tăng lên lực sát thương khó chơi, rất khó chơi. Thật giống như Lăng Hàn đối mặt một con nhím, hoàn toàn không biết nên ra tay từ đâu, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ bị thương. Làm sao mới có thể áp chế? Lăng Hàn cau mày, thể phách của hắn mạnh, sức khôi phục cũng mạnh, không sợ bị kiếm gây thương tích. Nhưng vấn đề ở chỗ, sức mạnh của hắn không tới, chỉ cần hắn tới quá gần, kiếm trận phóng xạ ra ánh kiếm vô tận, căn bản muốn tránh cũng không được. Mạnh mẽ đánh bay hắn trở lại. Như vậy làm sao thu lấy? lăng hàn dùng chân thị chi nhãn cũng vô dụng ánh kiếm kia dày đặc không có một khe hở coi như hắn biến thành con ruồi cũng tránh không thoát khó giải rất khó giải phải làm sao đây lăng hàn nghĩ đối sách thứ nhất hắn có thể lấy hóa thiên oản trực tiếp thu lấy nhưng chuyện này không thích hợp trước tiên không nói có thể thu hay không coi như có thể nhưng công năng của hóa thiên oản là luyện hóa vạn vật lấy tinh hoa kiếm trận này bị thu có thể biến thành thần kim hay không lăng hàn không biết nhưng trận văn khẳng định sẽ xong đời. Hắn muốn chính là trận văn kia a. À. Như vậy, sao không thử ma văn trên tay trái? Đó là luyện hóa ma khí của Tu La Ma đế tu được tiểu tháp nói ẩn chứa sức mạnh quy tắc, lực phá hoại cực kỳ kinh người, đến hiện tại Lăng Hàn cũng không thử ra cực hạn. Cái này có thể đánh tan ánh kiếm a, à. thử xem. Hắn giết tới kiếm trận tay trái thò ra, ma văn màu đen xuất hiện, bóp về phía ánh kiếm. Đùng, ánh kiếm lập tức nát tan. Có hiệu quả, Lăng Hàn đại hỉ, muốn tiến quân thần tốc thu lấy thanh bảo kiếm này, nhưng ở một khắc tiếp theo, thanh kiếm này lại tỏa ra sát khí khủng bố từng trận văn phát sáng, hoàn toàn thức tỉnh. Dựa vào sát kiếm toàn diện thức tỉnh, có thể so với phá hư cảnh a, lần này chơi lớn rồi. Vèo, ánh kiếm như rực cháy giết tới Lăng Hàn, đây chính là sát kiếm phá hư cảnh a. Lăng Hàn lập tức trốn vào trong hắc tháp, bây giờ hắn hoàn toàn không có tư cách hò hét với phá hư cảnh, chỉ có thể 36 kế trốn là thượng sách. Trận kiếm mất đi mục tiêu, rất nhanh liền ảm đạm xuống. Lăng Hàn cực kỳ phiền muộn, Ma Văn cũng là một bộ phận trên người hắn, tại sao hắn dùng Ma Văn kiếm trận lại hoàn toàn kích phát chứ không nói lý a, à? vậy làm sao thu đây? Tiểu Tháp có biện pháp gì không? Lăng Hàn nói tiểu tháp loáng một cái xuất hiện ở trước người hắn lấy khả năng hiện tại của ngươi là không thể thu thanh kiếm kia trận văn phía trên chính là thiên địa quy tắc của giới này biến thành tuy không hoàn chỉnh nhưng đã đạt đến cấp độ rất cao ta chỉ vận dụng ma văn mà thôi tại sao thanh kiếm kia lại toàn diện thức tỉnh lăng hàn không rõ bởi vì đều là sức mạnh quy tắc nên sẽ kích hoạt lẫn nhau tiểu tháp đáp sau đó khinh thường nói chỉ là sức mạnh quy tắc yếu nhất mà thôi ta dùng một tiêu uy năng liền có thể chém chết. Cái tên này lại ngạo kiêu. Lăng Hàn vẫy tay nói. Người nói những chuyện này có ích lợi gì lại không thể giúp ta thu lấy thanh kiếm kia. Tiểu tháp dừng một chút tựa hồ đang do dự một lát sau mới nói cũng không phải không có biện pháp. Biện pháp gì Lăng Hàn kinh hỉ tiểu tháp không nhanh không chậm nói, người tu luyện bất diệt thiên kinh đến kim cương cảnh, nhưng hiện tại chỉ nắm giữ sức mạnh cực cương, còn kim cương thể chân chính. Không phải là một mực kiên cường, mà cương nhu cùng tồn tại. Cương nhu cùng tồn tại. Nói thế nào? Lăng hàn hỏi. Cô âm không sinh, cô dương không dài, cứng thì dễ gãy, chỉ theo đuổi kiên cường, này không phải cực hạn của phòng ngự. Tiểu tháp giải thích, hiện tại ngươi vừa bắt đầu đi đến nhân đạo đỉnh cao, gần như có thể đi mặt nhu đi như thế nào? Lăng Hàn sản sinh hứng thú với đề tài này, ngược lại không gấp đi hỏi làm sao phá giải kiếm trận công kích. Không phải ngươi có hấp huyết nguyên kim sao? Tiểu tháp đột nhiên nói. Hấp huyết nguyên kim có thể nói là ví dụ điển hình của cương nhu cùng tồn tại, có thể cứng như sắt cũng có thể mềm như bông ở thời điểm chịu đựng cự lực. Thậm chí có thể kéo dài để trung hòa cự lực nhưng không hư không gãy. Lăng Hàn đột nhiên nói ta từng đánh chúng cổ minh một quyền nhưng cổ của đối phương kéo dài mấy chục trường. Hóa giải sức mạnh của cú đấm này. Đúng đó là cương nhu cùng tồn tại. Người chỉ tu luyện một mặt của bất diệt thiên kinh hơn nữa đã đạt đến kim cương thể. Cùng cảnh giới là không người có thể so kiên cường với ngươi. Nhưng ngươi vẫn chưa cất bước ở phương diện nhu, vì lẽ đó luận thể phách ngươi ở cùng cảnh giới cũng không phải vô địch. Tiểu tháp nói, vậy phải làm sao? lăng hàn hỏi tiểu tháp nói người hết thảy sinh linh đều do vô số vi hạt tạo thành tác dụng của thể thuật là tăng cường độ của những vi hạt này lên thế nhưng ngươi đổi một góc độ suy nghĩ vi hạt tổ hợp cũng không cố định tại sao không thể đánh vỡ vô số cục đá tạo thành một trường thành nhưng cũng có thể tạo thành tháp cao trên cơ sở số lượng bất biến cục đá không nát có thể biến hóa vô cùng a à. trong thân thể con người có bao nhiêu vi hạt nhiều vô số kể vì lẽ đó người biến hóa cũng vô cùng vô tận đây chính là diệu dụng của sinh linh có khả năng vô tận không giống bảo khí con rối bị cố hóa lang hàn nhất thời bừng tình tiểu tháp không có truyền thụ cho hắn bí pháp gì nhưng mở ra cho hắn một cánh cửa để hắn nhìn thấy một phương hướng hoàn toàn mới hóa ra đường còn có thể đi như thế bất diệt thiên kinh theo tiểu tháp nói hẳn là thiên hạ mạnh nhất thể hiện ở chỗ tạo thành thân thể vi hạt đây là mạnh nhất cùng cảnh giới thế nhưng chính bởi vì thân thể do vô số vi hạt tạo thành bản thân vi hạt không phải không tốt nhưng vẫn có thể bị phá hoại hiện tại hắn muốn làm chính là ở thời điểm ăn công kích để vi hạt tách ra như cổ minh ăn một quyền của hắn nhưng kéo cái cổ dài mấy chục trượng hóa giải sức mạnh đối phương đã khống chế được vi hạt trong cơ thể đây là thể hiện nhu cương nhu không thể thiếu thiếu cương ngươi lại nhu cũng như bột mì khi sức mạnh hơi lớn sẽ đứt thiếu nhu chân kim lại cứng rắn cũng có thể bị luyện hóa bằng không linh khí là làm thế nào đi ra cường nhu cùng tồn tại tựa như hấp huyết nguyên kim cứng có thể giết người nhu có thể thành sợi chỉ hắn không khỏi lâm vào trầm tư chân thị chi nhãn quan sát trong thân thể bản thân thăm dò làm sao khống chế vi hạt vận chuyển trong cơ thể Kỳ thực bất diệt thiên kinh có ghi chép liên quan nhưng mơ hồ không rõ trước hắn vẫn không lý giải nhưng hiện tại được tiểu tháp dẫn dắt đoạn kinh văn này trở nên thuận lý thành chư ân. Để hắn không ngừng hiểu ra. Hắn quên thời gian chìm đắm ở trong lĩnh ngộ mới. Trong lòng lang hàn không ngừng có hiểu ra để hắn vui mừng khôn nguôi. Hắn tuyệt đối là người thông minh tuyệt đỉnh kiếp trước có thể trở thành đan đạo đế vương chính là minh chứng, hơn nữa này vẫn là trên cơ sở không có tiền nhân chỉ đạo, hắn cũng có thể ở trên đan đạo thu được thành tựu như thế. Chẳng phải kinh người sao? Hiện tại, hắn phóng ngộ tính tới võ đạo, toàn tâm toàn ý theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Ở trong cơ thể hắn đang phát sinh biến hóa long trời lờ đất, có thể cương có thể nhu, cương nhu cùng tồn tại, chuyện này nói chỉ là sự tình miệng lưỡi đảo lộn. Nhưng muốn làm thật quá khó khăn. Bởi vì mỗi người đã quen trạng thái hiện tại, nhưng quen thuộc rất khó đánh vỡ, hơn nữa, muốn thân thể có thể co giãn như hấp huyết nguyên kim. Đây là một loại biến hóa về chất, đánh vỡ bản thân, tái tạo bản thân. Trong đan điền, Linh Anh tọa chấn, Pháp tướng Trang Nghiêm kết ra từng đạo thủ ấn thần bí. Bất diệt thiên kinh đã sớm lạc ấn lên, hiện tại Linh Anh đang diễn dịch bí pháp từ nội bộ phối hợp xúc tiến lăng hàn biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, lăng hàn đưa tay phải ra lấy tay trái nắm lấy, đột nhiên lôi kéo. Nếu đổi thành trước đây, hắn hết sức lôi kéo, khẳng định là cánh tay phải bị kéo ra ngoài, nhưng hiện tại chuyện quái dị phát sinh. Ngón tay của hắn lại biến dài biến nhỏ, đánh tan hơn nửa lực kéo. Có điều, ngón trỏ kéo dài một thước liền không cách nào dài thêm, đây là cực hạn. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Thành công, hắn rốt cục thành công. Tuy không có đạt đến trình độ của Hấp huyết nguyên kim, có thể biến hóa tùy ý, nhưng dù sao cũng là một tiến bộ, tiến bộ rất lớn. Trở lại trở lại, Lăng Hàn không chỉ ngồi, hắn không ngừng phất tay đạn chân, mới đầu rất bình thường, nhưng từ từ, khoảng cách hắn đấm, đá chân lại càng ngày càng xa. Đó là thân thể của hắn duỗi dài. Trong mắt Lăng Hàn phát quang, chuyện này không phải hóa giải sức mạnh đơn giản như vậy, mà có thể diễn sinh ra động tác chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Người khác cho rằng quyền của ngươi chỉ có thể đánh xa như vậy, sau đó nguyên lực phụt ra, nhưng trên thực tế ngươi có thể đánh ra khoảng cách dài vài lần, mấy chục lần. Tự nhiên khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, nếu quyền cước của hắn có thể duỗi dài vô tận, này chẳng phải là biến tất cả chiến đấu thành cận chiến sao? Phải biết hắn tu luyện thể thuật thể phách có thể so với chân kim cao hơn cấp 1, man lực cũng vô cùng khủng bố, hai cái gia trì ai có thể thiếp thân cận chiến với hắn? Nhưng Lăng Hàn lập tức phát hiện khuyết điểm, nếu không bị ngoại lực ảnh hưởng, hắn có thể duỗi thân thể của mình ra khoảng cách có hạn, đây giống như lò xo, so, trên lý thuyết có thể kéo rất dài. Nhưng nhất định là dưới ngoại lực ảnh hưởng, khi ngoại lực biến mất sẽ trở về hình dáng ban đầu, trừ khi kéo hỏng rồi. Trạng thái bản thể của Lăng Hàn rất ổn định, bởi vậy biến hóa như thế nào. Thân thể đều sẽ theo bản năng cố gắng biến trở về trạng thái này. Đáng tiếc lăng hàn thầm lắc đầu nếu như thân thể của hắn có thể ở dưới điều khiển biến hóa như hấp huyết nguyên kim vậy hắn có thể khai phá ra một loại động tác võ thuật chiến đấu hoàn toàn khác giết đến bất luận người nào cũng phát mộng không thể yêu cầu quá cao lăng hàn cười cợt hiện tại hắn đã có chút thành tựu lại đi chiến thanh kiếm trận kia lăng hàn ra hắc tháp cũng còn tốt kiếm trận không có tự mình thức tỉnh chủ động sát phạt hắn nếu không hắn liền thảm đến đến đến, chúng ta tái chiến. Hắn ha ha cười nói. Chủ động vọt tới, xèo xèo xèo, bảy ánh kiếm từ trong kiếm trận phát ra, chém về phía hắn. Lăng hàn hừ một tiếng, thân thể tiếp tục lao về phía trước, ngay cả quỷ tiên bộ cũng không vận chuyển. Mặc cho bảy ánh kiếm bắn chúng, hiện tại hắn muốn dùng thanh kiếm này mài rũa mặt nhu của bất diệt thiên kinh phốc 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 đã như thế bảy ánh kiếm tự nhiên chém hắn vững vàng quần áo trên ngực phá tan ánh kiếm chém xuống chỉ thấy ngực của lăng hàn kéo dài về phía sau một trường, hai trường. năm trường, mà lúc này sức mạnh của bảy ánh kiếm cũng tiêu hao hết oanh ngực của lăng hàn gảy trở về sắc mặt của hắn hơi trắng bệch mình luyện tập là một chuyện nhưng vừa chơi liền nặng như vậy hắn có chút không chịu được a à, xương đứt mất ba cái nội phủ bị thương nhẹ hắn âm thầm nói dù sao đây chính là một đòn của kiếm trận ngay cả hóa thần cảnh cũng có thể chém nhưng hắn lại miễn cưỡng ngạnh kháng đâu thể nào không trả giá một chút chứ nhưng để lăng hàn cao hứng chính là lúc này hắn không lui mảy may hắn để thân thể hóa thành vô số vi hạt tổ hợp ánh kiếm xung kích toàn bộ giao cho nửa người trên hóa giải bởi vậy nửa người dưới tự nhiên bất động có thể đi hắn dâng lên tự tin mãnh liệt nhất định có thể thu phục thanh bảo kiếm này trở lại bất diệt thiên kinh lưu truyền, kim cương thể được xưng bất hoại. Dù cho trọng thương cũng có thể tự động khép lại, chỉ một lát xương gãy của hắn đã tiếp lại, thật giống như xưa nay chưa từng thụ thương. Hắn không ngừng sung kích nhưng nhân lực có hạn, sau khi hắn bị quá nhiều ánh kiếm gọt chém, cuối cùng vẫn không thể không rút lui. Bằng không thì thật có thể bị chém thành hai đoạn, nhưng nụ cười bên khóe miệng lăng hàn càng lúc càng lớn, lĩnh ngộ của hắn ở phương diện nhu càng ngày càng sâu khác mỗi một lần xung kích đều là một tiến bộ mà bị thương cũng càng ngày càng nhẹ. Hắn học được cách vận dụng càng nhiều vi hạt đến hóa giải sức mạnh chịu đựng, thậm chí không chỉ kéo dài ra sau, còn có thể kéo về hai bên. Trước đó, hắn chỉ biến mình thành lò xo so. hiện tại. Hắn là một cục bột không chỉ có thể khuếch tán về một phương hướng, mà mỗi phương hướng đều được. Bởi vậy, khi ngực của hắn bị ánh kiếm phách chúng, chỉ thấy cả lồng ngực như mặt nước mở rộng hóa thành một tờ giấy, cực kỳ kỳ bạc nhưng công kích lại lấy phương thức như thế tiêu rơi mất 9 phần 10. Lúc này, mặt cương cũng phát huy uy lực, chỉ một thành sức mạnh cũng muốn thương tổn đến đề phách của hắn sao? Đùng, thân thể của hắn gầy trở về, trở lại hình dáng ban đầu. Sắc mặt của Lăng Hàn hơi trắng bệch, lần này không có bị thương, nhưng trạng thái đó không phải hình thể bình thường của hắn. Sẽ tạo thành lực áp bách rất lớn biến hóa hình thái không thể duy trì quá lâu, bằng không sẽ tan vỡ. Hắn nghĩ như thế, lập tức bật cười, nếu như có thể kéo vô tận chẳng phải ngay cả phá hư cảnh công kích hắn cũng có thể ung dung đỡ sao. Sức người có hạn, lúc này mới hợp thiên đạo. Hắn lắc đầu ánh mắt tiếp tục chăm chú nhìn kiếm trận, cười nói, trong vòng ba chiêu ta nhất định thu phục ngươi. Vèo, hắn triển khai lôi động cửu thiên, lần thứ hai giết ra oành 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 oành, ánh kiếm như lửa cháy, điên cuồng chém qua hắn. Lăng Hàn không sợ, mỗi một bộ phận thân thể đều bành trướng, hóa giải công kích nửa bước cũng không lui về phía sau. Ngược lại tay phải còn dò xét, mạnh mẽ duỗi ra khoảng cách một trường. Sau khi ăn ba vòng ánh kiếm công kích cuối cùng tay của hắn cũng bắt được chuôi kiếm. Oanh, một luồng sát ý đáng sợ trùng kích thức hải của Lăng Hàn. Thành kiếm này, vì giết mà sinh trên thần kiếm có khắc trận văn, nhưng là sát trận, có thể chém phá hư cảnh. Hiện tại, trận văn hóa thành kiếm ý, chém về thức hải của Lăng Hàn. Vù, Linh Anh bốc lên, tiến vào thức hải, tọa chấn trung ương, chỉ tay nhấn tới kiếm ý, bất diệt thiên kinh bao vây. Nó tỏa ra kim quang óng ánh, dáng vẻ trang nghiêm, như thiên đạo đích thân tới. Cỗ sát ý kia bị ngăn chặn, sau đó bắt đầu tan rã. Bất diệt thiên kinh, trí cao vô thường. Đây chính là tồn tại diễn hóa ra một bộ phận liền để hắn leo lên đệ nhất bảng, dù cho kiếm trận kia cực kỳ đáng sợ, có thể giết phá hư. Nhưng đối mặt Bất Diệt Thiên Kinh vẫn kém nhiều lắm. Đây là chiến đấu cấp bậc thần thức không quan hệ tới sức chiến đấu, là bản chất đối kháng. Bất Diệt Thiên Kinh sẽ thua kém ở trên bản chất. Đùa giỡn, sát ý tan dã, trận kiếm không phát quang nữa, như một thanh kiếm bình thường. Quyết định lăng hàn không nhịn được cười ha ha hắn không chỉ thu lấy một thanh bảo kiếm còn ở thể thuật thu được tiến bộ to lớn lần này thu hoạch to lớn hắn cầm kiếm trận quan sát cảm thấy rất hứng thú với trận văn phía trên nhưng quá phức tạp hắn chỉ nhìn một chút liền cảm thấy đầu ong ong tựa hồ muốn nổ tung hắn vội rời ánh mắt nghĩ lại không khỏi ngơ ngác bởi vì vừa nãy hắn nhìn rất lâu nhưng ngay cả một trận văn cũng không nhớ thật giống như có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó xóa đi. Lang Hàn mặc kể, hắn lấy vỏ kiếm lại, có điều so sánh với nhau tuy vật liệu của vỏ kiếm vô cùng thượng thừa. Nhưng hoàn toàn không thể so với kiếm trận, chất liệu của kiếm trận là chân kim cấp 10, giá trị của trận văn khác phía trên còn vượt qua cấp 10. Vỏ kiếm sử dụng vật liệu cấp 9, có vẻ cực kỳ keo kiệt. Cũng đúng, vỏ kiếm không thể dùng để chiến đấu, dùng chân kim cấp 10 chế tạo là lãng phí lại nói coi như dùng chân kim cấp 9 chế tạo cũng làm cho người cảm thấy hào khí trùng thiên. Thiên hạ đệ nhất sát kiếm. Lăng Hàn nhìn thấy 6 chữ ở trên thân kiếm, đây là tên của kiếm trận sao? Đệ nhất thiên hạ, không cảm thấy có chút kiêu căng sao, không hợp tính cách của ta a. À? Hắn ném vỏ kiếm vào hắc tháp, đồ chơi này vô dụng, không bằng luyện thành mũi tên, phát huy một chút tác dụng. Sát khí của ngươi nặng như vậy, sau này gọi tích sinh kiếm đi, không nên lúc nào cũng mở sát giới vạn vật sinh trưởng đều có đạo lý. Không thể tùy ý cấp đoạt quyền lực sinh tồn của sinh linh khác. Lăng Hàn cười nói, hắn nhẹ nhàng chấn kiêm ý chí võ đạo tràn vào trong đó, vù, lập tức có mấy trận văn phát sáng. Hắn chém ra một chiêu, nhất thời, mười ánh kiếm lạnh lẽo. Phốc 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 nhất thời lưu lại mười vết kiếm nhợt nhạt trên vách tường bốn phía. Thật lợi hại. Lăng Hàn liếu lưỡi, gian thạch thất này có thể chịu đựng hắn và tích sinh kiếm chiến đấu mà không vỡ, nói rõ rất kiên cố, nhưng hiện tại chém một cái liền xuất hiện vết kiếm. Cũng chứng minh tích sinh kiếm đáng sợ. Hắn lại chém một chiêu kiếm, lúc này, kiếm mang hóa thành một giải lụa quét ra, oanh, trên vách tường xuất hiện một vết sâu cả thước nhưng kinh người hơn chính là, vách tường lại đang ngọ nguẩy. Rất nhanh vết kiếm kia đã biến mất rồi. Lăng Hàn kinh ngạc khí các này còn có năng lực tự mình khôi phục t bản thân khí các này là một bảo vật a lang hàn lòng ngứa ngáy nếu có thể thu luôn khí các vậy đồ vật bên trong chẳng phải đều là của hắn rồi đúng đúng lúc này cửa lớn nguyên bản đóng kín đột nhiên mở ra hắn được bảo kiếm không có lý do ở lại chỗ này nữa lang hàn thu tích sinh kiếm vào trong hắc tháp đặt ngang hàng với ma sinh kiếm lơ lửng giữa không trung nhưng ma sinh kiếm lại tự động giảm xuống một chút không dám ngang hàng với nó cho thấy khí phách của tích sinh kiếm kiếm có linh cũng rất khá nha lang hàn đi ra thạch thất phía trước chính là cầu thang hắn nhìn chung quanh chỉ thấy tầng này còn có mấy gian thạch thất nhưng mỗi gian đều đóng kín hắn thử mở ra nhưng bất luận quyền oanh hay kiếm chém cũng không cách nào phá vỡ bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là xuống lầu, đến tầng 1 cũng có mấy gian nhà đá xếp theo cầu thang, hắn không đi thử phá cửa nữa, mà trực tiếp xuống lầu. Trước hắn ở trên tầng 5, bởi vậy liên tục đi cầu thang 4 lần, hắn mới trở lại tầng dưới cùng. Hắn bước ra ngoài, chỉ thấy nơi này vẫn có rất nhiều người vây quanh, ở trước võ đạo thạch nóng lòng muốn thử. Lăng Hàn, Lăng Hàn Hổ nữ nhảy lại, lập tức nhào vào trong ngực hắn, treo ở trên cổ nói, tại sao ngươi lâu như vậy, nhớ chết nữ rồi. Lăng Hàn cũng không biết hắn ở trong hắc tháp tu luyện bao lâu, liền hỏi chư Toàn Nhi ta đi vào bao lâu. 20 ngày, chư Toàn Nhi nói, tê, lâu như vậy. Lăng Hàn chỉ cảm thấy như nháy mắt một ngày cũng chưa tới, sao lại qua đến 20 ngày. Các ngươi có thể có thu hoạch, hắn cười hỏi, có có, hổ nữ lập tức nhảy xuống nữ lấy được một đồ chơi tốt. Nàng lấy ra một cái kéo khổng lồ, so với nàng còn cao hơn, toàn thân đỏ đậm, lúc kéo hợp rất giống một con rồng cuộn lại, che từng khối vảy, mũi nhọn chính là một cái đầu rồng. Trông rất sống động, đi, tiểu nha đầu quát một tiếng, cái kéo lập tức bắn ra, lại thật hóa thành một hồng long, dương nanh múa vuốt tỏa ra thần uy đáng sợ. Lòng nha tiễn thỏ ra từng thấy ở trong thủ chát do tổ tiên lưu lại, trí bảo chân chính A. À. Còn thỏ nói trong truyền thuyết có một chân long chết ở hàng thiên đại lục máu rồng dài rác đề cao vô số bảo dược long cốt thành núi thành thánh địa hiện tại của ngũ đại tông môn. Còn có một chút thì thành thiên địa tuyệt cảnh có đại nguy cơ. Mà duy nhất không thay đổi chính là một viên long nha. Ở trước đây thật lâu có một vị trận đạo đại sư lấy được long nha này, luyện chế thành long nha tiễn toàn lực thôi phát có thể nắm giữ lực lượng của một chân long. Tất cả mọi người khiếp sợ bảo vật như vậy lại bị hồ nữ lấy được không thể nào không thể nào món bảo vật này ngay cả phá hư cảnh cũng động lòng a à. lăng hàn mỉm cười hắn thu được tích sinh kiếm dù đối đầu thanh tiệt đao của từ tu nhiên cũng có lực đối kháng hổ nữ có long nha tiễn thực lực bên bọn họ lại có tiến bộ lớn chư toàn nhi văn nhân thiên thiên nguyên thừa hòa đều có thu hoạch nhưng chỉ là linh khí cấp 8, xa xa không thể so với lăng hàn và hổ nữ quả nhiên thành tích trên võ đạo thạch trực tiếp ảnh hưởng thu hoạch của bọn họ Lần này, từ Tu Nhiên và Đông Linh Nhi dấu rốt nhất định sẽ phiền muộn chết mất. Còn Thỏ cũng được bảo vật nhưng đánh chết cũng không chịu nói là cái gì, để tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Lăng Hàn không nhìn thấy Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh, hỏi Chư Toàn Nhi mới biết kỳ thực hai người này đã tới nhưng sớm rời đi. Hiện tại bọn họ lĩnh một chi đội ngũ thành lão đại. Làm việc phải cân nhắc rất nhiều. Lăng Hàn, Cổ Minh xuất hiện, nhìn chằm chằm Lăng Hàn, con ngươi tỏa ra hào quang đỏ ngòm muốn đánh nhau sao lăng hàn cười nói hiện tại hắn nắm giữ cương nhu chi đạo dù cổ minh cao hơn hắn một cảnh giới cũng không sợ hừ không phải đánh nhau mà là chém ngươi cổ minh ngạo nhiên nói coi như đối phương nắm giữ bí thuật cao hơn hắn thì lại làm sao dù sao cảnh giới không tới bí thuật chưa đại thành hắn có thể nghiền ép vậy chiến một trận đi lăng hàn đương nhiên sẽ không sợ chiến Xoái đệ đệ chiến cái gì chứ đúng lúc này chỉ nghe một thanh âm yểu điệu vang lên khí thế kinh khủng kéo tới để mỗi người đều cảm thấy ngực đè lên một tảng đá khó chịu đến muốn thổ huyết đoàn người không khỏi tách ra chỉ thấy một mỹ nữ vóc người thon dài đầy đặn đang ngồi ở trên người một yêu sư cao to yêu sư hùng vũ kinh người toàn thân che vảy như long lân khí thế cực kỳ khủng bố thật giống như hống một tiếng liền có thể đánh rơi ngôi sao trên thực tế, nó quả thật có thể làm được bởi vì nó là tồn tại phá hư cảnh. Thái Âm Vương đến rồi. Cái này, đây là người nào a, à? khí thế quá khủng bố, trái tim của ta muốn nổ tung rồi. Hơn nữa cũng đẹp đến kinh người, ngươi xem bộ ngực kia, lớn đến ta một tay khẳng định không bắt được, nếu có thể sờ một cái thì tốt rồi. Đủ có người dại gái nhìn thái âm vương, trong lúc vô tình phun ra suy nghĩ trong lòng, nhất thời cả đầu lâu nổ tung, thân thể không đầu loạn trò loạn trọng mấy lần, ầm ầm ngã xuống. Bị chết triệt đề, những người khác vừa thấy, trong lòng đều ngơ ngác, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thái âm vương. Bởi vì nàng đang duỗi ra một ngón tay, chỉ vào người kia, hiển nhiên là nàng ra tay giết người. Vấn đề không phải thực lực của người kia có mạnh hay không? mà là đại bộ phận người nơi này có bối cảnh rất mạnh ngươi không kiêng kỵ mà ra tay như thế không sợ gặp phải họa sát thân sao chỉ có một bộ phận người biết vị này là phá hư cảnh trong thiên hạ căn bản không cần kiêng kỵ bất luận người nào lại nói dám nói bậy một cường giả phá hư cảnh không đáng chết sao coi như hắn là đệ tử chân truyền của thiên kiếm tông tiệt đao tông cũng sẽ chết vô ích phá hư cảnh há có thể nhục Thái âm vương tung người nhảy xuống yêu sư, coi như cổ minh không biết kính nể là vật gì cũng lùi về phía sau mấy bước không cách nào ngang hàng khí thế của thái âm vương. Ngày sau thành tựu của hắn ra sao là một sự việc khác chỉ ít hiện tại hắn hoàn toàn không thể so với thái âm vương. Không cho ngươi đánh chủ ý lăng hàn của nữ. Hổ nữ múa Long nha tiễn, nhìn thái âm vương gầm hét lên. Thái âm vương không khỏi sững sờ nói, ngươi lại được long nha tiễn. Thực là ngạc nhiên, cái này không phải được xưng rất khó giải sao, ngay cả bản vương ở năm đó cũng không cách nào, phi, bản vương muốn thu, làm sao có khả năng thu không được. Đôi mắt đẹp của nàng đảo qua, các ngươi đều dùng qua võ đạo thạch chứ ha 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 ha, nói cho các ngươi biết, bản vương ở trên bia đá lưu qua tên. Là người thứ 99 từ trước tới nay của hàng thiên đại lục đám người lang hàn đều cây thầm hiện tại vị này đã bị xóa tên xuất hiện ba siêu cấp thiên tài như lang hàn hổ nữ cổ minh nhất thời đá thái âm vương xuống thái âm vương còn không biết việc này thấy vẻ mặt của mọi người quái lạ liền nói các ngươi không tin sao con mèo nhỏ mở đường để bọn họ nhìn tên của bản vương yêu sư đã bị chỉnh đến ngoan ngoãn y như con mèo nhỏ vậy mang theo thái âm vương đi tới trước võ đạo thạch Thái âm vương đắc ý, chỉ vào võ đạo thạch nói, lúc trước chỉ có bản vương và bệ hạ lên bảng, bảy vương khác chỉ gợi ra hồng quang mà thôi, hoàn toàn không thể so với bản vương, hả? Tên của bản vương đâu? Nàng nhìn chầm chầm võ đạo thạch chỉ thấy ở vị trí 99 nào có tên của nàng. 100 cũng không có. Cách lâu như vậy, tảng đá này mắc lỗi sao? Nàng lầm bẩm nói, không phải, bị người dồn xuống rồi. Lăng Hàn mở miệng. Lúc mới bắt đầu, xác thực nhìn thấy Thái âm vương ở vị trí 99. Cái gì, ai dám đá bản vương xuống? Thái âm vương nhất thời giận giữ ánh mắt nhìn lên trên, rất nhanh ngừng ở trên tên của cổ minh, nàng đằng đằng sát khí hỏi. Tên nào gọi cổ minh? soạt ánh mắt của mọi người đồng thời ngưng đến trên người cổ minh, đây là phản xạ có điều kiện, một vị phá hư cảnh mở miệng sẽ làm người ta theo bản năng làm ra phản ứng, bị khống chế ý chí vẻ mặt của Thái Âm Vương trở nên nguy hiểm, xiết nắm tay đến rung động đùng đùng. Tiểu tử ngươi rất tốt, lại dám đá tên của bản vương xuống. Ngươi nói bản vương nên chém ngươi thành ba đoạn, hay năm đoạn đây? Cổ Minh tái mặt rồi, hắn không thể hò hét với một vị phá hư cảnh a. À? Huống chi đối phương cũng từng lên bảng, hiện tại đạt đến phá hư cảnh, sức chiến đấu hầu như đạt đến cực hạn mà võ đạo thạch thôi diễn ra, này đáng sợ đến mức nào? Ngay cả các đời thiên kiêu bị phong ấn của địa long tông đến, lấy ra một người mạnh nhất cũng không phải đối thủ của nàng. Hắn cố lấy bình tĩnh nói, tiền bối, ngài tu luyện nhiều năm, không cảm thấy bắt nạt một tiểu bối như ta là mất thân phận sao. Sắc mặt của thái âm vương cực kỳ âm trầm nói, ý của ngươi là, bản vương rất già tiền. Tiền muội muội ngươi a à. Thái âm vương từ trên người yêu sư nhảy xuống, xông tới hành hung cổ minh một trận. Lấy thực lực của nàng tự nhiên hoàn toàn nghiền ép cổ minh đánh cho đối phương không làm gì được. Lăng Hàn cười thầm, Thái Âm Vương đối với tuổi tác là cực kỳ mẫn cảm, ngay cả Mã Đa Bảo cũng dám hành hung, ngươi dám gọi nàng là tiền bối. Còn cố ý cường điệu tuổi tác hai người tranh lệch thực sự là chán sống. Cổ Minh thật oan, nhưng căn bản không mở miệng cãi lại được bị Thái Âm Vương đánh đến sưng mặt sưng mũi, cảm thấy mình đã biến thành bao cát. Chỉ có thể bị ngược mà thôi cho đến khi thái âm vương đánh thoải mái hắn mới bụng mặt vù vù thờ hổn hển nói tiền bối không chỉ ta lên bảng còn có lang hàn và tiểu nha đầu kia tiền bối thật vất vả lắm thái âm vương mới dẹp hỏa khí lại tới nữa rồi nàng chỗ nào giống tiền bối a à, lại đánh oành 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 sau một trận loạn đánh thái âm vương mới vỗ vỗ tay tinh thần thoải mái nàng nhìn về phía võ đạo thạch nói hai người các ngươi xếp thứ mấy lại có thể vượt qua bản vương để nàng nhìn thấy tên của Lăng Hàn và Hồ Nữ ở hai vị trí đầu. Cổ Minh nhìn ở trong mắt khóe miệng không khỏi lộ ra cười gần, hắn xếp thứ 51 còn bị đánh thảm như vậy, các ngươi xếp đệ nhất đệ nhị còn có mệnh sao? Ha 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 ha, các ngươi lại đẩy tên bệ hạ tự đại cuồng kia xuống thứ ba. Thái âm vương ngẩn ra, sau đó đột nhiên cười to cười chết bản vương tên béo đáng chết kia tự nhủ sức chiến đấu thiên hạ vô song lấy cho mình cái tên đệ nhất giám thí không nghĩ tới lại bị đẩy xuống thứ ba oa ha 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 bản vương thực rất muốn trở lại nhìn tên béo đáng chết kia có vẻ mặt gì nhất định phải bảo hắn liếm đáy giày cho bản vương làm rất đẹp đẽ hoá vào lúc này diện tích bóng ma trong lòng cổ minh khẳng định lớn đến không cách nào đo lường đồng dạng đều lên bảng liên thủ đá thái âm vương xuống nhưng sao đãi ngộ tranh lệch nhiều như vậy hắn bị bạo đánh nhưng lăng hàn và hồ nữ lại được khen làm đẹp đẽ đẹp muội muội ngươi a à, quá không công bằng lăng hàn ngơ ngác nói đệ nhất kia lại là mã bàn tử thái âm vương gật đầu nói chính là tên béo đáng chết kia có điều trước đây bệ hạ không phải bàn tử mà là mỹ nam từ anh tuấn tiêu sái phong thần tuấn lãng nếu như khiêm tốn theo đuổi bản vương nói không chắc bản vương sẽ động lòng mỗi một tên béo đều có tiềm lực a Lăng hàn không cách nào tưởng tượng dáng dấp của mã bàn tử khi biến thành anh tuấn tiêu sái hắn cũng không dám tưởng tượng dáng dấp của mã bàn tử đã thâm nhập đầu óc của hắn làm sao cũng không cách nào liên lạc với người gầy các ngươi thật lợi hại lại đá bệ hạ xuống phải biết sức chiến đấu của tên béo đáng chết kia rất đáng sợ coi như bát vương chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn ánh mắt của thái âm vương phát quang chẳng trách bệ hạ coi trọng các ngươi như vậy ngay cả bản vương cũng đố kỵ mã bàn tử lại là cường giả số một từ trước tới nay từ góc độ hiện tại mà nói hắn đúng là vậy bởi vì hắn đã đạt đến phá hư cảnh viên mãn tin tưởng cũng thôi diễn bí thuật mình nắm giữ đến cực hạn xa xa không phải lăng hàn và hồ nữ có thể so sánh dù sao người ta cũng tu luyện nhiều năm như vậy a à, lăng hàn miễn cưỡng loại bỏ ý niệm mã bàn tử từ từng phong lưu anh tuấn ra khỏi đầu trong lòng cực kỳ khiếp sợ người số một từ cổ trí kim khái niệm này nghĩa là gì không đúng không đúng mã bàn tử mạnh như vậy tại sao lúc trước phải phong ấn mình lấy thực lực của hắn lúc đó có thể khai thiên A, à thực lực khi phong ấn sẽ không tiến bộ, coi như phong ấn 10 vạn năm, tu vi vẫn như 10 vạn năm trước, thậm chí bởi vì thời gian biến hóa. Còn có thể già đi, không thể nào hiểu được. Lăng hàn hạ thấp giọng nói, đại nhân, các ngươi và cổ vương triều này đến cùng có quan hệ gì ồ, ngươi không biết cổ vương triều này gọi là tử nguyệt vương triều sao? Thái âm vương cười nói, lăng hàn bật thốt lên, cổ vương triều này chính là các ngươi thành lập đó là đương nhiên năm đó bệ hạ dẫn dắt chúng ta nhất thống đại lục cái gì ngũ đại tông môn hết thảy đánh cho nát bét còn cướp sạch tích lũy của bọn họ để bọn họ không cách nào phong ấn cường giả truyền thừa đứt gãy thái âm vương đại cười nói có điều trên bọn họ có người nên cho tàn lại cháy vừa tỉnh lại thấy bại tướng dưới tay lại oai phong lẫm liệt thực sự là khó chịu nàng không hề kiêm kỵ cũng không có hạ thấp giọng nhất thời để người ở phụ cận nghe rõ ràng không ai không kinh hãi đến hoảng hốt hóa ra hoàng triều này cường đại như vậy đã từng nhất thống hằng thiên đại lục ngay cả ngũ đại tông môn cũng thảm bại hiện tại bọn họ quay đầu trở lại chẳng trách thực lực khủng bố mấy tháng liền chiếm cứ gần như nửa giang sơn của trung châu Thái âm vương suy nghĩ một chút, lại nói, có điều, lúc trước thời điểm chúng ta quét ngang thiên hạ, cách thanh toán mới qua ba ngàn năm. Số lượng cường giả mà ngũ đại tông môn phong ấn không nhiều, hiện tại không giống, sắp tới kỳ hạn vạn năm. Số lượng cường giả của bọn họ chỉ ít tăng hai lần. Mà chúng ta còn có tứ vương chưa xuất thế, mới không thể nhất cổ tác khí bình định cái này đã cực kỳ kinh người mới xuất thế tứ vương mà thôi cũng đã mạnh như vậy bát vương cùng xuất hiện thật có khả năng san bằng thiên hạ lần thứ hai hơn nữa mã đa bảo vẫn chưa ra tay hắn mới là cường giả chân chính sức chiến đấu đứng đầu nhất lang hàn suy nghĩ một chút lại nói tại sao các ngươi tự phong ấn lâu như vậy thời gian không đúng thái âm vương lắc đầu lúc đó hoàn cảnh thiên địa quá tệ võ đạo không có đạt đến đỉnh cao quốc thế cũng không đạt đến cực hạn bởi vậy, nàng làm một động tác khai thiên. Tuy sức chiến đấu của bệ hạ đứng đầu cổ kim nhưng vẫn không cách nào thành công. Vì lẽ đó chúng ta không thể làm gì khác hơn là tự mình phong ấn chờ thời gian tốt sẽ trở ra. Hiện tại thời gian này xác thực rất tốt, hoàn cảnh võ đạo ấm lên thực lực tổng hợp của hàng thiên đại lục mạnh nhất trong vạn năm qua. Quốc thế có thể mượn tự nhiên cũng mạnh hơn. Chuyện này vẫn phải có thực lực a à, một làn sóng không được vậy ngủ một giấc khi tỉnh dậy đánh tiếp. Chiếu nói như vậy, nơi này đều là của các ngươi. Lăng Hàn hỏi, đó là tự nhiên, nếu không ngươi cho rằng bản vương đuổi theo cái phá đan các này làm gì thái âm vương hừ hừ nói. Đồ vật mọc chân này là đan các. Khóe miệng của Lăng Hàn co giật dù sao lâu vũ mọc chân bay hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực đã thành tinh đan tắc này do một khối thần thiết chế tạo, kỳ thực tương đương với một lò luyện đan, lại được bệ hạ lấy nguyên khí không ngừng ôn dưỡng, thời gian càng lâu, hiệu quả sẽ càng mạnh. Thái âm vương nói, có điều, bởi vì chúng ta ngủ quên, khối thần thiết kia được nguyên khí ôn dưỡng sinh ra ý thức của mình, lại không nhận bản vương và hỏa diễm vương. Lăng Hàn nói, vậy các ngươi vẫn chưa đắc thủ chưa? Thái âm vương rất giận khối thần thiết kia quả thực thành tinh, tính toán thời gian, làm sao cũng 20 vạn năm đi, ngày đêm bị nguyên khí tẩm bổ, nó cũng trở nên lợi hại, bệ hạ không ra tay. Đời này hẳn là không ai làm gì được nó. Này cũng nâng mã đa bảo quá cao đi. Nhưng suy nghĩ một chút người ta có sức chiến đấu thứ nhất từ cổ trí kim ca ngợi nhiều hơn nữa cũng không nhiều. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, đó là đan dược gì hắn là đan đạo đế vương. Đối với đan dược tự nhiên cảm thấy rất hứng thú thái cực tinh nguyên đan thái âm vương nói sắc mặt của lăng hàn hơi thay đổi đây chính là thần đan đan dược thiên cấp thượng phẩm chính là thần đan có chút ngay cả phá hư cảnh cũng không thể ăn ăn sẽ bạo thể mà chết thái cực tinh nguyên đan chính là cực phẩm trong đó có thể làm cho thần linh trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu lăng hàn lại không biết bởi vì hắn căn bản không biết trình độ thần cấp không sai đây là kế hoạch của chúng ta sau khi thiết cao thành công lại dùng không nghĩ tới cái đan các này dám không để ý tới bản vương thái âm vương nghiến răng nghiến lợi lăng hàn cười cợt nói cũng không vội còn có một quãng thời gian rất dài coi như bình định ngũ đại tông môn khai thiên cũng không phải nói mở liền mở nhất định phải vạn dân quy tâm bằng không quốc thế chính là độc dược đúng rồi nếu người tiến vào khí các lấy được bảo khí gì vậy thái âm vương thuận miệng hỏi Lăng Hàn lấy tích sinh kiếm ra, nói ầy, chính là nó. Thái Âm Vương hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Hạ đệ nhất sát kiếm lại rơi xuống trong tay ngươi, tên béo đáng chết kia nói trừ hắn ra thế gian không ai có thể thu được. Tiểu tử ngươi thực may mắn, đây chính là bảo khí do bệ hạ tự tay luyện chế, cũng là duy nhất uy năng. Không thể tưởng tượng, Lăng Hàn không khỏi buồn cười, Mã Bàn Tử thật không biết khiêm tốn, tự xưng đệ nhất, ngay cả luyện kiếm cũng gọi đệ nhất thiên hạ. Hắn nhìn kiếm một chút mới nói: "Thanh kiếm này không tệ." Thanh kiếm này đương nhiên không tệ, dùng không phải chân kim cấp 10 phổ thông, mà là lấy thần thiết làm cơ sở, lại gia nhập thêm lượng lớn chân kim cấp 10 tinh luyện kỹ càng. Cuối cùng mới hình thành khí phôi. Thái Âm Vương nói, chớ nói chi bệ hạ còn khắc xuống, nói chung nếu không phải bản vương không sử dụng kiếm thì nhất định sẽ đoạt nó. Lăng Hàn hiếu kỳ, trận văn phía trên đến tột cùng là trận pháp gì ha ha, ngươi tự mình đi hỏi tên béo đáng chết kia đi. Thái âm vương xua tay, không chịu nói rõ. Trong lòng Lăng Hàn thầm nghĩ, mã bàn tử hẳn là cao thủ trận đạo lấy trận hỗ trợ, vì lẽ đó sức chiến đấu của hắn mới có năng lực ép hết thầy thiên kiêu từ cổ trí kim. Vinh liệt đệ nhất, chỉ là ở trận đạo hắn đặt đến độ cao thế nào mới có thể mạnh như vậy. Nếu không lấy được thái cực tinh nguyên đan bản vương cũng không còn hứng thú với nơi này. Thái âm vương nói, bản vương chẳng muốn lãng phí thời gian, phải mau chóng đào móc tứ vương khác ra, đến thời điểm đó bát vương cùng xuất hiện. Ngẫm lại liền để bản vương hưng phấn. Đi thôi, nàng cự yêu sư, nghênh ngang rời đi. Một bảo tàng to lớn như thế, nàng lại không chút lưu ý, đây thực sự là hào hiệp, cũng cho thấy nàng đủ sức lực đồ vật mà người khác tôn sùng là bảo vật. Nàng căn bản không để ở trong lòng. Thiếu niên, cái này cho ngươi." Thái Âm Vương ném qua một món đồ. Lăng Hàn tiếp được, chỉ thấy đây là một viên tinh thạch thần thức của hắn dò xét vào, vù, trong óc xuất hiện một bản đồ, hình thái lập thể, mỗi nơi đều có thể phóng to vô hạn. Nhìn thấy chi tiết nhỏ. "Ồ, đây là địa đồ của bí cảnh này." Lăng Hàn lập tức nhận ra, mới đầu là khu vực bình nguyên to lớn, sau đó là hải vực, lại là bình nguyên, sa mạc, hoàn toàn ăn khớp địa phương hắn đi qua trước kia địa đồ còn có biểu thị khu vực phía trước là thú viên hắn đã biết rồi hiện tại khu vực này là khí vực nguyên bản là nơi có hỏa diễm bảo phủ nhưng theo tử nguyệt vương triều xa suốt hỏa diễm đốt sạch tất cả đem đại địa đốt thành sa mạc tiếp sau là dược viên trồng rất nhiều linh dược mà ở phía sau dược viên là đế cung của tử nguyệt vương triều nơi đó có một lang gia thư các bên trong cất giấu rất nhiều bí thuật mà năm đó vương triều siêu tập được thái âm vương còn cố ý đánh dấu một hàng chữ phúc địa ấn đây là một môn thần thông lăng hàn không khỏi tim đập thình thịch hắn đã nắm giữ ba môn thần thông biết thần thông mạnh mẽ tự nhiên không ngại học nhiều một môn mặc dù nói ham nhiều nhai không nát nhưng lại có câu kỹ nhiều không ép thân không thích hợp bản thân hắn không cần bỏ ra quá nhiều thời gian tinh lực đi nghiên cứu là được thần thức của lăng hàn lui ra chúng ta cũng đi hắn muốn đi dược viên nhìn chỉ ít hai mươi vạn năm dược viên sẽ tươi tốt như thế nào à Người còn muốn đi cổ minh hừ một tiếng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua không hề che giấu sát ý chút nào lang hàn nha một cái cười nói đúng là đã quên ngươi chớ trách chớ trách dáng vẻ hiện tại của ngươi ta thực không cách nào nhận ra miệng tiện cổ minh nhìn hắn nói có dám đánh một trận không chà chà sách tu vi hóa thần cảnh hỏi ta dám đánh một trận không ngươi cũng không cảm thấy ngại Lăng Hàn cười nói, nhưng cổ minh hừ lạnh ta và ngươi tuổi tác sấp xỉ, cảnh giới của ngươi không bằng ta, đó là ngươi quá phế vật trách được ai chứ Lăng Hàn cười ha ha, xác thực. Cùng tuổi chiến một trận, hoặc cảnh giới tương đồng chiến một trận, cũng có thể cho như công bằng. Chỉ là thiên tài như bọn họ, thực không bỏ nổi một hai năm, như Lăng Hàn Át có niềm tin ở hai mươi tuổi nhảy tới hóa thần cảnh, đợi thời điểm lớn bằng cổ minh, nói không chắc đã là thiên nhân cảnh. Cõi đời này không có công bằng tuyệt đối không đánh với ngươi một trận, xem ra ngươi sẽ không bỏ qua, vậy thì chiến một trận đi. Lăng Hàn đi vào trong hoang mạc, xoay người nhìn về phía cổ minh, đối phương đã sớm ra khí cắt nhưng một mực chờ hắn, tự nhiên là biểu đạt một loại quyết tâm, không giết chết hắn tuyệt không bỏ qua. Cổ Minh cười gần, hắn lấy ra hai cây dao uốn cong, hình trăng lưỡi liềm, lưỡi dao rất ngắn, cầm trong tay thật giống như trên nắm tay mọc sừng nhọn, không ảnh hưởng ra quyền. Lại cung cấp lực sát thương đây là linh khí hắn lấy được ở trong khí các sao hắn đồng dạng lên bảng tuy không kinh người như lăng hàn hổ nữ nhưng được bảo vật tất nhiên sẽ không phổ thông lăng hàn không có lấy tích sinh kiếm hắn muốn thí nghiệm sức phòng ngự sau khi tu thành cương nhu cùng tồn tại đối đầu sức chiến đấu tiếp cận cực hạn của hóa thần cảnh có thể có biểu hiện ra sao chỉ là linh anh cảnh cũng dám hò hét với ta cổ minh nhanh chân vọt tới đấm ra một quyền ý chí võ đạo lóng lánh ở phía sau nắm đấm mang theo một luồng quang mang lang hàn cổ động xong quyền đón nhận lấy nguyên lực bao vây nắm tay triển khai kết đấu với đối phương hai người đều tu thể thuật tự nhiên nghiêng về cận chiến trình độ thể thuật của cổ minh tương đối khá thể phách có thể so với chân kim cung cấp mà hắn vốn cao hơn lang hàn một cảnh giới lớn bởi vậy song phương ở thể phách là giống nhau mà phương diện nhu thì sao Nắm đấm va chạm, cánh tay của bọn họ đều hóa thành mạch văn, không ngừng phun trào, cái này nếu đặt ở trên thân người thường, xương khẳng định sẽ bị chấn nát tan. Nhưng hai người đều đang yên đang lành, lợi dụng gợn sóng không ngừng đánh tan lực lượng. hả Cổ Minh kinh ngạc đối phương cũng lĩnh ngộ cương nhu cùng tồn tại. Phải biết lần trước bọn họ đấu, lang hàn chỉ thể hiện ra một mặt cương thể phách của hắn tăng một cấp độ, lại thêm cương nhu cùng tồn tại, hắn chắc chắn áp chế lăng hàn, không nghĩ tới lăng hàn cũng có tăng lên, lĩnh ngộ nhu tự quyết. Để trình độ phòng ngự của song phương trở về một chục. Nếu phòng ngự tương đương, vậy thì xem lực công kích. Cổ Minh nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra vẻ hung tàn, binh khí trong tay bỗng nhiên thả ra hàn quang giống như băng xương, mang theo một đạo kinh khí đáng sợ, gọt về phía lăng hàn. Phóp lăng hàn ngạnh kháng đòn đánh này nhất thời có máu tê bay ra ở trên cùi trỏ của hắn lưu lại một vết thương hắn không khỏi nhìn thanh binh khí kia một chút đây là linh khí cấp bậc cực cao mặc dù không cách nào kích thích ra hoàn toàn uy năng nhưng vẫn tạo thành thương tổn cho thể phách của hắn dù sao sức mạnh của đối phương cao hơn hắn một đoạn dài vận chuyển linh khí tự nhiên tạo thành thương tổn cho hắn có điều bất diệt thiên kinh mạnh mẽ không chỉ ở thể phách còn có năng lực hồi phục mắt trần có thể thấy trong nháy mắt thương thế của lang hàn liền biến mất nếu không nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn e sẽ không biết trước đó hắn bị tổn thương năng lực hồi phục như vậy không khỏi để sắc mặt của cổ minh kịch biến lang hàn nhoẻn miệng cười nói xem ra lần này ngươi chỉ có nuốt hận mà thôi trong ánh mắt của hắn cũng toát ra sát khí bị cổ minh khiêu khích nhiều lần để hắn cũng động sát ý chỉ cần có thể giết hắn tuyệt đối sẽ không nương tay Cổ Minh hừ một tiếng, biết chỉ dựa vào đại cảnh giới áp chế là không giết được Lăng Hàn, hắn gầm nhẹ, trong cổ họng phát sinh quái âm, cả người hẳn lên gân xanh. Thật giống như có vật gì đáng sợ muốn từ trong cơ thể hắn chui ra. Lăng Hàn không dám khinh thường, sức chiến đấu của đối phương được võ đạo thạch tán thành áp đảo vạn cổ thiên kiêu. Ghi tên ở vị trí 51, tuy đây không phải sức chiến đấu cực hạn hiện tại của hắn, nhưng không thể khinh thường. Ma xà tứ thức cổ minh hét lớn một tiếng giết tới đấm ra một quyền đánh thẳng bụng dưới của lăng hàn lăng hàn giơ tay chống đỡ đùng một trưởng của hắn đánh lên cổ tay của đối phương nhưng cổ tay của đối phương như bột mì càng đánh càng mềm lại đánh tới ngực của hắn lưỡi dao trong tay phát ra hàn quang lăng hàn kinh ngạc lẽ nào tên này là loại thân mềm sao tại sao có thể biến hình như vậy cái này không chỉ là lĩnh ngộ nhu tự quyết mà là bí pháp nào đó mới đúng như con xà đúng chính là xà cốt thân thể của lăng hàn gập về phía sau tránh loan đao vung tích động tác như thế muốn một võ giả nguyên lực phổ thông làm hầu như là chuyện không thể nào chỉ có thể tu mới có thể để thân thể phản ứng cấp tốc như thế hơn nữa lăng hàn như bị một đau chặt đứt trình độ cong gãy làm cho người không thể tưởng tượng nổi cổ minh vung đến một quyền lần này cánh tay của hắn nhưng hóa thành đại xà đầu rắn mở ra cắn tới lăng hàn đầu rắn màu đen trông rất sống động có thể thấy răng nọc rõ ràng cú đấm này thực quá nhanh sắp để lăng hàn không kịp tránh phốc cú đấm này xuyên thủng lăng hàn hả cổ minh cau mày đòn đánh này hắn không có bắn trúng lăng hàn lăng hàn hóa thành tia chớp độn ra ba trưởng hắn lần nữa hiền hóa cười nói suýt chút nữa chúng chiêu không tệ chiêu này không tệ một chiêu lồng một chiêu ngược lại cũng có chút trình độ lôi động cửu thiên hắn đã tu đến tiểu thành tốc độ đương nhiên nhanh hơn há chỉ có chút trình độ giết ngươi thừa sức cổ minh tăng lên sức chiến đấu giết về phía lăng hàn hắn xác thực mạnh mẽ thiên tài của địa long tông lưu danh võ đạo thạch cao hơn lăng hàn một cảnh giới lớn bất kể là lực lượng hay sức chiến đấu hắn đều chiếm thượng phong nếu không phải năng lực hồi phục của lăng hàn mạnh mẽ lại thêm lôi động cửu thiên lần tránh thương tồn khẳng định sớm đã bị đối phương oanh trọng thương dù như vậy, Lăng Hàn cũng càng ngày càng bị động, trong 10 chiêu chỉ có thể đánh trả một hai chiêu. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cổ Minh hét dài, hắn muốn thừa thế xông lên đánh giết Lăng Hàn. Nói còn hay hơn hát. Lăng Hàn thong dong nói, hắn chỉ là đang kiểm tra lực phòng ngự của mình có thể đạt tới trình độ nào. Hiện tại không phải tất cả sức chiến đấu của hắn. Câu nói này, ta sẽ viết ở trên mộ bia của ngươi, để thế nhân biết có một người hung hăng ngớ ngẩn chết đến nơi còn muốn mạnh miệng như thế." Cổ Minh cười to, loan đao phát sáng, hàn quang phun trào. Cái này rất đáng sợ, có thể tạo thành uy hiếp cực lớn cho Lăng Hàn, dù sao cũng là linh khí cấp cao, lại thêm lực lượng của Cổ Minh mạnh. Ngay cả chân kim cấp 8 cũng có thể xé ra lăng hàn không bị động chịu đòn nữa hắn lấy tích sinh kiếm nắm ở trong tay chỉ vào cổ minh nói xem kiếm của ta chém ngươi cổ minh nhìn thanh kiếm này không khỏi lộ ra vẻ động dung bật thốt lên trận văn cái này rõ ràng là một thanh kiếm nhưng lại che kín trận văn quái lạ quá quái lạ vượt quá tưởng tượng của hắn ngươi có thể chết ở dưới thanh kiếm này cũng không có gì tiếc nuối Lăng Hàn vung kiếm giết ra, trước không dùng kiếm, hắn không cách nào sử dụng kiếm mang tốt nhất, nhưng hiện tại không giống, tích sinh kiếm chỉ là chất liệu thì có một ít thần thiết. Lại thêm trận văn hình thành sát khí kiếm mang đánh ra, lực phá hoại tự nhiên mạnh hơn. Soạt kiếm mang đẩy ra, như có thể hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Hừ, ta chính là hóa thần cảnh, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cổ Minh hừ lạnh, nắm đấm vung ra, hóa mang thành khí, ngưng tụ thành từng con đại xà màu đen, nhào cắn về phía Lăng Hàn. Phốc phốc phốc, trận văn trên tích sinh kiếm phát sáng. Chỉ có bảy cái mà thôi, nhưng dù như vậy cũng cực kỳ đáng sợ, đã xoắn những đại xà kia thành mảnh vỡ. Sắc mặt của cổ Minh tái xanh, hắn biết thanh kiếm này rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ đạt tới mức độ như vậy, lực phá hoại chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung tại sao có thể có bảo khí như vậy? lang hàn vung lên không chỉ là một lợi khí đơn giản như vậy, hơn nữa còn kéo theo một trận pháp tuyệt thế sát trận, bảo người ta làm sao phá? cổ minh kêu la gào gào, cuối cùng phát động đại chiêu, đánh tan bóng mờ đại xà biến thành một con địa long chân chính. hành động như vậy để hắn vô cùng thống khổ trên mặt che kín mạch máu màu xanh thật giống như muốn nổ tung. hắn hét lớn một tiếng, bóng mờ địa long kia rốt cục ổn định lại tỏa ra khí tức viễn cổ hồng hoang thiên địa sơ khai một con địa long từ trong khe hở của thiên địa chui ra cổ xưa thần bí địa long ngẩn đầu nó không có ngũ quan chỉ có một cái xúc tu toàn thân màu đỏ sậm có thể nhìn thấy chi tiết rõ ràng cho người một loại cảm giác cực kỳ buồn nôn chết cổ minh tay chỉ lăng hàn con địa long kia lập tức nhào tới tốc độ thật nhanh đây không phải thực thể cũng không cách nào dùng lẽ thường đến cân nhắc trong nháy mắt liền đến trước người lăng hàn tàn nhẫn cắn một cái nhưng bởi vì nó không phải thực thể. Tự nhiên không thể tạo thành thương tổn thực chất cả người nó dâng lên, thật giống như cái bóng xẹt qua. Cổ Minh cười to nói, Lăng Hàn, ngươi đã là người chết. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nhưng mang theo nụ cười vui sướng. Đây là lá bài tẩy chân chính của hắn, xúc động sức mạnh huyết thống, thậm chí bởi vì tổ huyết của hắn chưa nồng nặc đến mức tận cùng, nên vận dụng đại chiêu như vậy hắn rất cật lực. Còn có thể tạo thành phản phệ nhưng không liên quan mặc dù địa long kia là ảo ảnh không thể tạo thành thương tổn cho thực thể nhưng chuyên tổn thương thần hồn thần hồn của lăng hàn bị địa long nuốt chửng dù không biến mất toàn bộ nhưng hiện tại nhiều nhất chỉ còn một chút có thể có bao nhiêu thực lực chứ hắn hét dài một tiếng giết tới lăng hàn lần này hắn muốn triệt để giết chết lăng hàn man lực bạo phát hắn như mũi tên phẫn nộ xông ra ngoài trong nháy mắt liền giết tới trước người lăng hàn loan đau trong tay cắt tới cổ của đối thương thể phách là công pháp tu thành, nhưng nhu tự quyết lại cần điều khiển. Lấy trạng thái hiện tại của Lăng Hàn vẫn được sao? Chết đi, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười gần, rốt cục có thể chém giết họa lớn trong lòng. Một quyền oanh kích mạch văn trên loan đao phát sáng, phóng ra ý lạnh âm u, khóe miệng của cổ minh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau cú đấm này. Đối thủ có sức chiến đấu mạnh nhất vạn cổ này sẽ triệt để trở thành quá khứ, điều này làm cho hắn vô cùng sung sướng đám người chư toàn nhi kinh ngạc thốt lên, Lăng Hàn làm sao vậy? Vèo, đúng lúc này, chỉ thấy thân hình của Lăng Hàn gặp lại như kỳ tích tránh thoát đòn đánh kia. Sao có thể có chuyện đó? Nụ cười trên mặt cổ minh cứng lại, chỉ là không chờ hắn tỉnh hồn lại, một đạo hàn quang đáng sợ cuốn qua, chém tới ngực của hắn. Hắn căn bản không nghĩ tới lăng hàn còn có thể làm ra phản ứng. Lại thêm vừa đánh đại chiêu, tình trạng của hắn đang rơi xuống tung lũng, căn bản không thể tránh thoát chiêu kiếm này. Phóp, hắn chúng kiếm cả người bị chém bay ra ngoài, ngực phun máu tươi. Sao ngươi còn có thần hồn? Cổ Minh che ngực nói, tổn thương như vậy đã vượt qua hắn chịu đựng, không làm rõ hắn thực chết không thể nhắm mắt a, à, Lăng Hàn khẽ mỉm cười, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Trước đó con địa long kia kéo tới, hắn xác thực bị ảnh hưởng, nhưng hắc tháp hơi chấn động một cái, liền xua tan tất cả. Sau đó hắn không chút biến sắc, hãm hại đối phương một chiêu. Cổ mình phẫn nộ đến muốn ăn thịt người, kia là tuyệt chiêu ép đáy hòm của hắn a, à, dựa vào nó hắn xông lên vị trí thứ 51. Nhưng không có chút tác dụng với Lăng Hàn, điều này làm cho hắn phát điên. Lẽ nào, đây chính là khác nhau giữa đệ nhất và 51 sao? Oa, wow, hắn phun máu tươi, một là tức giận công tâm, hai là bị thương nặng, sát khí hóa thành vô số tiểu kiếm di chuyển ở trong cơ thể hắn, để hắn đau đến không muốn sống, trong mắt chảy ra huyết lệ hắn hận nếu không phải quá tin tưởng tuyệt chiêu của mình, hắn tuyệt đối không thể bị lăng hàn dễ dàng thương tổn như thế. Luận thực lực chân thật, hắn tuyệt không yếu hơn lăng hàn, dù sao hắn cũng là thiên tài tuyệt thế, còn có yêu thế một cảnh giới lớn. Hiện tại thảm bại ở trước mặt mọi người. Hơn nữa còn bị vượt cấp đánh bại, điều này để hắn làm sao chịu nổi. Lăng hàn vung kiếm giết ra, hắn muốn giết người này thành cặn bà. Cổ Minh lui nhanh, hắn không muốn chết ở trong tay Lăng Hàn, chỉ cần chờ hắn khôi phục thương thế, hắn vẫn có cơ hội gỡ vốn, hắn tuyệt không yếu hơn Lăng Hàn. Nhưng mà, hắn bị thương nặng, hơi động liền phun máu tươi, suýt chút nữa ngã chồng vó, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Lăng Hàn giết tới, một chiêu kiếm gọt về cổ của đối phương, muốn kết thúc trận chiến này. Cổ Minh hận đến trong mắt phun lửa, hắn quá tự phụ. Trên người không mang một chí bảo bảo mệnh nào thứ nhất hắn cho rằng thế gian không người nào có thể giết hoặc dám giết hắn thứ hai hắn cho rằng có bảo vật như vậy sẽ làm hắn có tâm ỉ lại không cách nào sử dụng hết tiềm lực nhưng hiện tại hắn cực kỳ hối hận hắn không muốn chết hắn muốn sống sống sót mới có thể báo thù sống sót mới có thể vượt qua lăng hàn một chiều kiếm chém xuống đùng một cánh tay khô gầy đột nhiên nhô ra hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm không để nó hạ xuống một phân một hào một ông lão mặc trường bào màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Vóc người của hắn khôi ngô, trong cơ thể như chất chứa một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, hủy thiên diệt địa. Hắn cười khanh khách nhìn Lăng Hàn nói. Người trẻ tuổi ra tay tàn nhẫn như thế, tâm địa thật ác độc. Lăng Hàn rút kiếm, ông lão kia cũng không dám chống đỡ sát kiếm như vậy, tay mở ra ôm cổ minh lui lại. Đồng tôn giả cổ minh lộ ra vẻ vui mừng đây thực sự là tuyệt sử phùng sinh có đường sống trong chỗ chết lấy tâm tính của hắn cũng không nhịn được thất thố lão giả này họ đồng tên dương văn chính là cường giả của địa long tông tu vi thiên nhân cảnh ha ha sau này phải nhớ mang theo bảo phù mà tông chủ đại nhân ban tặng ngươi không nên tự cho là đúng nữa một cái bất cần sẽ chết đi à đồng dương văn cười cợt nhưng nghiêm nghị nói vâng Cổ Minh vội vàng gật đầu, mới vừa rồi được đối phương cứu mạng, hắn lại cuồng cũng không dám hung hăng ở thời điểm này. Đồng Dương Văn nhìn về phía Lăng Hàn, sắc mặt trở nên uy nghiêm đáng sợ. Đối với sư huynh của học viện cũng không chút do dự ra tay, tâm tính phẩm đức như vậy thật khiến người ta run rẩy. Có điều tôn chỉ của học viện chính là trị bệnh cứu người, bản tọa trước dạy dỗ ngươi, cho ngươi ăn chút đau khổ hắn ra tay oanh nguyên lực ngưng tụ hóa thành một bàn tay to lớn phô thiên cái địa chém xuống lăng hàn còn mẹ nó thật buồn nôn rõ ràng muốn báo thù riêng nhưng nói đường hoàng như vậy lăng hàn hóa thân thành tia chớp nhanh lui về phía sau lãnh đạm nói lão gia hỏa ngươi còn biết xấu hổ hay không cái này vốn là một trận quyết đấu nếu ứng chiến sinh từ tự chịu trước đó thời điểm ta gặp nguy hiểm sao không thấy ngươi nhảy ra cứu giá nếu muốn làm kỹ nữ thì đừng nghĩ lập đền thờ trinh tiết sẽ khiến người ta buồn nôn đồng dương văn tức giận đến thân thể run cầm cập linh anh cảnh nho nhỏ lại dám nhục mạ hắn hắn là thiên nhân cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào phá hư cảnh bất kể đi đến nơi nào thế nhân đều phải cúng bái nhưng hiện tại lại bị người chửi máu chó đầy đầu điều này làm cho hắn tức điên Thằng nhãi danh, dám nhục mạ bản tỏa Hắn trách mắng, trong mắt phun ra sát khí. Hắn không giết Lăng Hàn, là bởi vì yêu tài. Tên nô tài này không tệ, hắn đưa lên thần giới, sau khi tẩy não có thể trở thành một tay chân hợp lệ. Nhưng Lăng Hàn lại dám mắng hắn như vậy, hắn đã động sát cơ. Nô tài chết thì chết, cho dù thiên phú tốt thì lại làm sao, ta dùng 10 cái đền bù dù sao vẫn được chứ Lăng Hàn cười nhạt nói, lão xúc sinh, chửi không được sao ta là đan sư thiên cấp địa vị tương đồng ngươi, ngươi nói tại sao ta chửi không được ngươi. Đồng Dương Văn cười gần, nếu như đổi thành mấy trăm năm trước, hắn thật không muốn đắc tội một đan sư thiên cấp nếu không sẽ làm căng quan hệ với đan sư hiệp hội. Ảnh hưởng võ đạo của toàn bộ hàng thiên đại lục, nhưng bây giờ thì sao? Luyện chế nhất giới đan sắp tới, vậy thì hết chim bay, hầm chó săn, đan sư còn có tác dụng gì nhiều lắm mang mấy cái thiên phú tốt tiến vào thần giới, bồi dưỡng bất quá đều là nô tài. Chỉ là một tên cẩu nô tài, hoành cái gì chứ vậy ngươi thực sự là muốn chết. Sát khí của đồng dương văn như lửa cháy. Sát hại đồng môn, nhục mạ tiền bối, tâm thuật bất chính, lòng dạ đáng chém. Bản tọa đại biểu bổ thiên học viện thực thi trừng phạt với ngươi. Lăng hàn cười gần, muốn hại người thiếu gì lý do. Lão cầu, ngươi để tiểu ra biết độ cao mới của vô liêm sỉ thực sự là khâm phục. Đáng chết. Đồng Dương Văn không nhịn được vỗ ra một trường, lần này hắn động sát ý công kích đáng sợ hơn rất nhiều, từng mạch văn mở ra, khí thế của thiên nhân cảnh ép xuống. Chỉ là khí tức kia liền có thể làm cho Linh Anh cảnh phổ thông đổ nát. Thân hình của Lăng Hàn tránh gấp đi tới bên người chư Toàn Nhi, đưa tay ôm lấy nàng nói, hổ nữ, con thỏ, đi thôi. Liều mạng với thiên nhân cảnh, sự tình của kẻ ngu si mới làm. Lăng Hàn ôm chư Toàn Nhi, những người khác hắn liền mặc kệ mặc dù nguyên thừa hòa lý phong vũ là tiểu đệ của hắn nhưng tương tự là đệ tử của bổ thiên học viện nghĩ rằng đồng dương văn còn không phát điên đến mức ra tay với bọn họ mà tốc độ của hồ nữ còn thỏ lại không kém hắn không cần hắn mang theo then chốt là người càng ít tốc độ của lăng hàn càng nhanh hắn tu thành lôi đình chi thân tốc độ tăng lên tới mức độ không thể tưởng tượng nổi nhưng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang thiên nhân cảnh mang theo mấy người còn có thể thoát khỏi một tên thiên nhân cảnh mới là quái đản. Muốn chạy, đồng dương văn cười gằn một bước bước ra, khởi động bàn tay lớn kia bắt tới. Hắn nhanh, lăng hàn cũng không chậm triển khai quỷ tiên bộ, thân hình của hắn như quỷ mỹ. Đồng thời vùng kiếm chém ra sau, kiếm mang như rực cháy, ở dưới tích sinh kiếm bổ trợ, chiêu kiếm này lộ hết sắc bén. Đồng dương văn không dám để chiêu kiếm này chém lên người tay phải không thể không rung lên, đánh ra một đạo kinh khí hóa giải. Lăng Hàn Nhân cơ hội trốn xa, chư Toàn Nhi tự nhiên nằm bò trên lưng của hắn. Không cần Lăng Hàn tốn sức ôm, hắn lấy lạc nhật cung, ngừng tụ nguyên lực làm tiễn, xèo xèo xèo, liên tục bắn liền ba phát. Tuy không sử dụng mũi tên chân chính, nhưng ba môn thần thông gia trì vẫn hết sức kinh người, khiến cho Đồng Dương Văn chỉ có thể không ngừng vung hai tay, đẩy tiễn nguyên lực ra, tức giận đến hắn kêu to oa oa thực sự là đáng ghét thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép lăng hàn nhưng lại bị đối phương ngăn cản chỉ có thể nhìn theo đối phương rời đi hắn tức giận tinh lực cả người sụp sôi hoàn toàn không để ý công kích của lăng hàn nữa hóa thành một đạo quang mang đuổi theo lăng hàn xèo 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 tiễn nguyên lực bắn lên người hắn nhưng chỉ có thể xuyên thủng quần áo bắp thịt của hắn cao cao nhô lên giống như chân kim ngưng tụ thành địa long tông người người đều tu thể thuật thiên phú của Đồng Dương Văn khẳng định không bằng cổ minh, nhưng có thể bước vào thiên nhân cảnh thì tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hơn nữa cảnh giới của hắn cao hơn. Tự nhiên cũng tu luyện thể thuật đến cấp độ cao hơn, dùng cảnh giới cao bù đắp chất lượng. Hắn chống lại diệt long tinh thần tiễn, gấp đuổi theo lang hàn. Thiên nhân cảnh, thực là phiền phức, lang hàn thở dài, nhưng một tên linh anh cảnh có thể làm được mức độ như thế, cái này đã là kỳ tích hắn không thể không lắp lên một mũi tên chân chính, phát huy toàn lực bắn tới đối phương. Lực phá hoại của mũi tên này quá mạnh mẽ, ngay cả đồng Dương Văn cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể vung ra một trường đánh bay mũi tên. Nhưng chỉ ngần ấy thời gian, Lăng Hàn đã trốn xa. Kéo dài khoảng cách rất lớn, lão cầu vô liêm sỉ, đợi ta bước vào hóa thần cảnh, tất chém đầu chó của ngươi. Lăng Hàn ném một câu ngoan thoại, liền xoay người lại, toàn lực bỏ chạy hổ nữ cũng giả trang một cái mặt quỷ nói, lão cầu, lần sau nữ trở lại đánh ngươi. Còn thỏ biểu thị rất vô tội, nó rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao phải đồng thời chạy trốn. Nó bất mãn nói, tại sao bản tọa phải theo các ngươi chạy trốn. Bản tọa rất oan a à. Người ăn vụng nhiều linh dược như vậy, tình cờ bị oan uổng một hai lần cũng nên mà. Lăng hàn cười ha ha, nhưng dưới chân như có gió, chạy trốn càng nhanh hơn. Đồng Dương Văn lại truy, nhưng bởi vì lạc hậu quá nhiều, đuổi vài bước liền mất đi tung tích của Lăng Hàn. Chỉ có thể oán hận dừng lại. Lăng Hàn chạy hồi lâu, cũng chậm bước chân, dựa theo bản đồ, bọn họ đã rất gần dược viên. Còn thỏ, phía trước là dược viên, làm sao, động lòng không? Lăng Hàn cười nói, còn thỏ nuốt nước miếng, nhưng vẫn còn cứng miệng nói, người cho rằng bản tọa chưa từng va chạm xã hội sao, sẽ bởi vì vài cây cải củ mà thất thố. Tầm kim thử từ trong ngực của lăng hàn bỏ ra, trong mắt to tràn ngập chờ mong, linh dược bảo bảo thích nhất. Nữ cũng muốn, hổ nữ tham gia trò vui nói. Lăng hàn đổ mồ hôi lạnh, bốn người bên cạnh hắn thì có ba cái là kẻ tham ăn. Bọn họ lại đi một lúc hoang mạc biến mất. Phía trước xuất hiện một rừng cây và bãi cỏ xanh um tươi tốt còn có thể nhìn thấy tường viện tàn tạ, hiển nhiên nơi này bị phá hoại nghiêm trọng. Chuyện này, vẫn là dược viên sao? Lăng hàn lẩm bẩm Tuy linh dược được thiên địa sủng ái thế nhưng bọn chúng có yêu cầu rất hà khắc với điều kiện sinh trường. Bởi vậy, dược viên này bị phân chia thành vô số khu vực trong mỗi khu vực đều có trận pháp đặc biệt thay đổi hoàn cảnh thiên địa để các loại linh dược sinh trường. Thế nhưng nơi này bị phá hỏng quá mức nghiêm trọng, đại bộ phận trận pháp đều hủy tự nhiên làm cho linh dược sinh trưởng ở đây gặp phải tai ương ngập đầu, phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này chỉ còn dư lại cây cối hoa cỏ phổ thông có thể nơi này còn vài cây linh dược nhưng muốn tìm được tuyệt không phải sự tình trong thời gian ngắn. Còn thỏ, hiện tại đến phiên ngươi ra trận. Lăng Hàn nói, A Phi, bản tỏa lại không phải chó. Con thỏ lập tức phản bác, mau tìm, hồ nữ hung ác nói, nhìn chằm chằm con thỏ, nếu không liền ăn ngươi. Con thỏ ai cũng không sợ, chỉ sợ hồ nữ, nghe vậy lập tức đàng hoàng người, mang theo mọi người tìm kiếm linh dược. Có điều, nơi này quá lớn, coi như con thỏ thật sự có mũi chó cũng không thể lập tức liền tìm được linh dược. Bọn họ không ngừng du đắng, con thỏ cũng không ngừng lắc đầu. Nói không người thấy được ý vị của linh dược. Ba ngày tìm kiếm, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì, quyết định rời nơi này, trước tiên đi lang ra thư các. Bọn họ điều chỉnh phương hướng. Tiếp tục tiến lên, non nữa ngày say, phía trước xuất hiện một quần thể cung điện, lẽ ra cực kỳ hoa lệ, nhưng hiện tại đã hủy hoại đến thất thất bát bát hơn nữa cách rất xa cũng có thể nhìn thấy yêu thú qua lại bọn họ đi đến hoàng đô hành động vô cùng cẩn thận yêu thú qua lại nơi này đều không đơn giản hơn nữa còn có võ giả mạnh mẽ tới đây tìm tòi tuyệt đối không thể bất cần ở chỗ này tầm bảo ai cũng sẽ không khách khí chờ có cơ hội sẽ ra tay đưa người vào chỗ chết để cầu độc chiếm bảo vật đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tránh yêu thú có vài cỗ khí tức dị thường cường đại, đạt đến cấp bậc thiên nhân cảnh, đây là tồn tại hiện nay lang hàn còn không cách nào chống lại. Phương hướng thư các là, bên kia, lang hàn có địa đồ của Thái âm vương, sau khi cải phương hướng, liền dẫn mọi người xuất phát. Quần thể cung điện rất lớn, nhưng to lớn hơn nữa cũng có hạn. Rất nhanh ba người một thỏ một thử liền đến trước một lầu các hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là một lầu các chỉ cao 3 tầng, không lớn, ở trong quần thể cung điện này xem ra đặc biệt nhỏ. Có điều, này là kiến trúc duy nhất không bị phá hoại, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính bởi vì như vậy, nơi này hấp dẫn rất nhiều người, hầu như là chen đến nước chảy không lọt. Lang Hàn nhìn phía trên lầu các nơi đó treo một tấm bảng, viết bốn chữ, lang gia thư các. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.